Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay cho đến ngày 31 tháng 5, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông cửu long có xu thế giảm dần. Và theo các chuyên gia, thì các địa phương dùng đồng bằng sông cửu long cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi chịu thấp, phục vụ nông nghiệp và dân sinh. Đồng thời cần hạn chế tưới nước nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất trước tình hình xâm nhập mặn. Từ nay đến ngày 31 tháng 5, chiều sâu ranh mặn 4 phần ngàn có khả năng xâm nhập trên các sông dầm cỏ đông, dầm cỏ tây là 35 đến 47 km. Cổ Chiên là 30 đến 36 km, sông Hậu là 30 đến 35 km, sông Cái Lớn là 45 đến 50 km. Xâm nhập mặn dùng đồng bằng sông Cửu Long mùa khô 2022-2023 ở mức tương đương mùa khô năm 2021-2022. Tình hình xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mê Công, Triều Cương và còn biến động trong thời gian tới. Ngoài việc tranh thủ tích trữ nước ngọt, đối với diện tích trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao chịu mặn kém trước khi tới nước người dân cần kiểm tra nồng độ mặn